Ok, hello, hello, xin chào mọi người, chào mọi người đã biết nói của mình. Mình là Chucky và hôm nay mình sẽ chơi thử một trò Minecraft. Trò này cũng khá giống là Minecraft với lại Blockhouse kết hợp lại với nhau, thì nói chung là giống như Minecraft 2D vậy á, phiên bản 2D á. Thì mình thấy cái này thấy dân mạng cũng vui vui, đa về chơi. Thì đây có mấy cái này nè, coi thử mấy cái setting là mình có thể chỉnh cho mình skin cũng được. Bạn hãy lên mạng tải về cho mình skin. Thì giờ mình sẽ vào game Red New World. Coi Jackie's World. Rồi đây là seed, tương tự như Minecraft thôi, là seed bằng số nha các bạn. Thì mình nghe seed mình là 1412196 để đảm bảo là đẹp hơn. Thôi chạy đi. Thì seed không survival. Ok, Red World. Công đoạn tạo world luôn luôn là khó khăn nhất. Đợt. Mày định làm vậy đến bao giờ? Lát lại giùm tao cái. Đâu phóng. Nhanh lên coi, là nhanh lên coi. Ok, có world chưa? Ok, tại sao mình lại spawn giữa sa mạc này? Ô con mía à? Ô thượng trời xuống. Thank you. Mình có luôn xương rồng luôn. Thank you luôn. Vì sao quá? Hứ. Có nấm không ạ? Nấm rất nhiều. Mình cho một tiếng. Đây, có tiếng động là ngon chim liền. Mà tại sao ở đây lại có cái gì dưới này nè. Phật. Có sen nữa, đứng lên được không? Được, nhưng may rắc thôi. Thì mình định lên đây mình coi có cây à? Hey, có cây ngon chim. Bây giờ mình sẽ chặt dùng nấm chặt cây. Ok, dùng nấm chặt cây chỉ có Chucky làm thôi. Cái này mình không được đứng lên cái cây được nha, đứng lên không được như nào đó. Từ đây chém lên đầu luôn. Và game này có cái lợi một cái là mình có thể lấy được cái cây này đó. Nhưng mình biết trái cây ở đâu. Đây, chặt cây xong nó tự đụng xuống à. Nắm ăn được không ta? Rồi, apple nè. Giờ chưa đủ đói để ăn. Xin nhảy được không ta? Phải. Giờ phải làm cái cầu nó qua thôi. Ok, mình sẽ làm cái cầu để nó qua. Ê, mày chơi đùa. Kỳ cục quá. Tại sao lại làm như thế mấy bạn? Ok. Đây. Phải logic. Nói đường là phải logic. Đây. Sau đó chúng ta sẽ lấy cái này. Mình làm cái cầu bắt qua. Ok. Thế là xong. Mình định tìm chỗ nào phù hợp á, mình sẽ xây nhà cho mình. Bây giờ làm thử này. Ô vải đấm tay. Nhìn vải cái đấm tay. Bơi à. Đây là cây gì đây? Đây là cây của sồi đúng không? Ở đây khá là bằng phẳng, mình có thể xây nhà ở đây. Ok, trước tiên xây nhà mình phải dọn. Tranh thủ lấy luôn shit để trở cái gì trồng cây. Ok. Bây giờ chúng ta bật cái này lên. Sau đó lấy cái này. Và chúng ta sẽ lấy từng cái bỏ vô. Ok. Ở đây đó ngon chim. Và chúng ta có thể làm cho mình cái cuốc chẳng hạn. Fuck, mình không quen được khiển cái này lắm, phải bấm ship ngồi chơi nữa, mệt thì. Hello, có gì nhảy hoài vậy? Hết rồi. Fuck. Ê, cái này lấy sắt cũng được phải không, để mình đào xuống. Ôi đây nhiều sắt nha. Và sao thấy ánh sáng á, game này sao nó tối hưu à? Mới giờ là tối rồi hả? Đừng có hư cấu chứ. Để mình làm cầu thang đi lên nè. Ok. Tranh thủ lấy than. Than là tuyệt nhất, không gì tuyệt vời hơn là than. Đấy, ngon chim. Và bây giờ chúng ta có thể đào đá được rồi.
Đây chuyến đầu đất của chúng ta. Ta mới hai nhảy hai ô phải không? Đúng rồi, nhảy được hai ô vậy ngon chim rồi. Đào tiếp đá, mình không thích xài đồ gỗ lắm, mình thích xài đồ đá, cho nên đồ đá là quan trọng nhất. Mặc dù thời đại này là xài đồ kim cương, đồ sắt thôi. Ai thời đại hàng kim chúng ta đã đến. Công thức thì chắc cũng giống như Minecraft thôi đúng không? Ok anh ơi, chúng ta sẽ làm cái này đấy, và chúng ta sẽ làm cái này. 1 2 3 4. Còn những cái làm phải không? Đầu tiên là cái gì, cái rìu, rồi là cái xẻng, rồi chúng ta phải làm cái cuốc nữa, cây cuốc, và chúng ta cuối cùng là làm cái kiếm. Đây chúng ta sẽ lắp đầy vị trí này. Giờ làm cái hòm cho mình nữa. Ok là cái hòm đấy, ngon lành cành đào, ngon lành cành đào. Ơi có con gì đó, có heo, có thồn heo. Ok có thịt heo rồi, ngon ngon chim chưa từng thấy. Bây giờ mình hãy xây nhà. Ok giờ chặt gỗ đi. Ê tự nhiên nó tự động đi à, bữa vậy. Ok ta không chấp nhận một cái cây trong nhà. Good. Ok mình sẽ xây nhà vị trí này. Đấy cái này một stack phải không? Đúng rồi. Không để xây không trung được hả? Ok 4 5 6 7 8 9 11 13 14 15 16 7 8 19 20. Cái này cứ đi. 1. Đấy, chúng ta phải là cánh cửa. Bây giờ chúng ta sẽ chặt hai cái này. Là cánh cửa. Ngôi nhà bé bé xinh xinh của chúng ta đây là hai cánh cửa nào. Ôi khó điều khiển quá các bạn ơi. Đây ấy ngon hai đầu luôn đấy. Mình hay cái đổi cái đồ lót sàn, hay mình làm sàn bằng đá cho nó đẹp cũng được á, nhưng mà đá bây giờ mình phải tiết kiệm, không nên bừa bãi. Để mình coi cách chi phòng coi, mình nên làm nhà lầu hay là sao. Đây coi. Chia phòng ra sao cho nó hợp lý á thì mới gọi là hợp lý. Tí giờ vô nhà là sao đi. Phật bất hợp lý rồi. Ta có cái này đây, lắp bên đây được không? Đấy trời ngon, ta có con nè đấy, và chúng ta chưa có sắt. Tuyệt tuyệt vời ông ở trời, và trời sắp tối rồi. Fuck mày thấy nhanh lên tao còn được không? Nhanh lên giùm tao, tao cần than và sắt, sắt và than, than và sắt. Ok mà cảm giác như đào nhanh hơn thì phải đấy, hoặc là nhanh hơn cho Minecraft á, cái game này nè. Không biết dưới có viên cương mà chưa xuống. Đây hình như Minecraft cũng có cái mod chơi 2D ấy, nhưng mà mình tải không được, mình chơi cái này cũng được. Chơi 2D là phải chơi cái này chứ, nhảy được không? Nghĩ lên không được. Phật một hay là từ dưới lên trên. Đấy ngon. Mình sẽ đào sạch bên chỗ này luôn. Tại sao lại có ở dưới lòng đất rồi sao mình lại thấy một khoảnh khoảnh không gian rộng lớn như ở đây?
What the fuck? Ok. Ê! Đậu phộng. Oh, hello bò. Fuck. Anh mà thấy dùng đến này mà sao mà không dùng. Đây. Hello bò, khỏe không? Bây giờ tao đi gặp mày nhưng mà tao muốn hỏi thăm mày thôi. Ok, ở đây có thể làm ruộng được nè. Nhưng cái này không có nước. Fuck. Ở đây có nước không? Ui, sói, đừng đánh em. Anh ơi. Em mới gặp anh lần đầu mà anh nỡ làm thế với em hả, anh ơi. Đây. Đóng cửa à, nãy mà chưa đóng cửa. Đóng cửa lại. Mình muốn qua đây một chút, mình muốn trồng cây. Trồng cây gây vườn, ê, trồng cây gây rừng chứ. Ui, nó rất đoan nè. Ngon. Mình có thể trồng cây. Ê, sao game tự động đi vậy? Ok. Mình nghe tiếng như nít bơi vậy á. Dê buồn. 2, 3. Ok. Ô, trồng rồi nè. Từ từ tối rồi hả? Nhanh đây. Từ từ em trồng cây cái đã. 2, 3 rồi. Chúng ta dùng cái này. Cạch. Đấy. Cạch. Rồi xong. Cạch. Và cái cuối cùng. Cạch. Hạt giống chúng ta hãy gieo rắc những hạt giống mầm lên. La. Hết giống rồi. Ok, về nhà thôi. Vì không má la. Help me. Hẹp 10 số thằng này đi chậm vậy. Nhanh coi mày yếu xử lý. Ồ, đói hả? Mày đói phải không? Dạ. Dạ. Ui, skeleton. What the fuck? Sao đấy ăn? Tờ chủ task. À, là achievement mà sao đấy ăn? Ủa, ăn rồi nè. Ok. Bây giờ mình sẽ làm cái đuốc. Làm lẹ nhanh lên. Ok. Đó. Chúng ta đã có cái đuốc. Ôi, cắm đuốc mà vẫn tối hù. Bừa thôi nha ông. Ok. Vẫn tối như thường. À, còn chúng ta thấy không được. Nó bắn mình hoài á. Mày cái thôi việc bắn tao không? Tao ra rất là rất giận này. Cái leader nè. Bỏ những cái không cần thiết vào đây. Đây. Bỏ hết những cái thứ không cần thiết cho chúng ta và cuộc sống hạnh phúc của chúng ta. Bỏ hết gì đây? Rau ba cân. Ô, ngon. Và buổi tối nay chúng ta sẽ nấu cái gì? Hằng skeleton mày là ơn. Ngừng cái việc đó được không? Thật là bị ổi. Thật là biến thái. Ok, nó hơi bò. Ok. Buổi tối chúng ta và chúng ta không thể đi ngủ. Phật. Cái gì mình lắc thế? Không phải là lắc mà này game nó chậm vậy á bạn ơi. Muốn chẳng hiểu tại sao thì game nó lại bị vậy. Rau chấm pot nè. Chúng ta có thể nấu sắt ra. Trong khi đó chúng ta có thể làm cái lò. Ôi, con chuột nha. Chuột bươi á. Ok. Hình thẳng lại có nhạc. Hài não ghê. Ok. Làm ơn, stop nhạc. Nhạc, stop. Ê, không nấu cái này mình nấu sắt mà. Nhầm. Em nhầm. Đây, thịt bò của chúng ta. Mà mình đâu có đói đâu. Cái thằng trên đây mình nhìn một mình ghê chứ. Thiệt. Có nhện nữa hả? What the fuck. Tại sao lại lắm thứ trên đời này thế? Trong thành thủ cho mình lót sàn đã. Một cái đũa gỗ không? Lót sàn chơi. Ok. Giờ chúng ta sẽ đi lót sàn. Chúng ta
nhìn hát mà đó chỗ là lót sàn là mà cái dù mà cái đập đất ở dưới đất thì sao đi nữa thì mình cũng không sợ gì hết. Ok, tiếng động ở đây nghe chán thiệt chứ. Ok, lặn vô đó, đi qua đây. Ê ê ê ê ê, đập vào đây. Từ từ thôi, từ 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 đây, nghĩ lên và ok nice. Tự nhiên thích cái này, bữa ngôi nhà nghèo này nhất thế giới. Ok, mày có thể làm gì như đây? Thì ok, nếu mà thích series của mình á thì nhớ like và subscribe để mình có mình nói tiếp nha. Ok, bye bye mọi người.